Em xin chào tất cả quý anh chị và mọi người nhé. Mọi người ơi, hôm nay em có một em chóe này của Arita mọi người ạ. Con chóe lục giác sáu cạnh, họa tiết vẽ phủ kín bình luôn. Có tất cả là có sáu cạnh thì là vẽ kín cả sáu cạnh mọi người ạ. Em này là cao, chiều cao của nó là cao 1 mét, chia thành ba khúc và nắp và thân và chân. Hôm nay em không có cái bàn xoay nên em đặt tạm này nên là nó hơi rung, nó cũng hơi 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 lo. Thế nên là em xin phép là em sẽ quay họa tiết xung quanh để cho mọi người xem đã. Xong lát nữa thì em sẽ đặt xuống đất thì em sẽ quay chi tiết lại cho mọi người xem nhé. Đấy, mọi người xem đây, em sẽ quay lại chi tiết của em Bình này cho mọi người xem. Họa tiết của em Bình này là họa tiết vẽ tay nổi khối lên mọi người nhé. Mình sờ tay và chạm vào những cái họa tiết của nó là toàn bộ là nó ráp ráp lên chứ không phải là nó vẽ hàn xuống đâu mọi người ạ. Toàn bộ là vẽ nổi khối hết lên. Họa tiết là tương đối là đẹp, họa tiết vẽ tay. Bây giờ để em xin phép là em quay qua như này thôi để em nhấc nó xuống đó mọi người, nó bồng bềnh quá em cũng lo. Không, để em quay lại từng chi tiết lại chứ bây giờ để này nó cũng mạo hiểm. Để em xin phép em nhấc nó xuống. Em thì là mới làm nên là nó không có sự chuẩn bị, nó như ở Việt Nam thì là có thể mình kiếm được. Ê, mọi người ấy, em quay ở đây là cái chân của nó, để em lấy thước em đo chân của nó mọi người nhé. Chiều cao của cái chân của nó là cao 22 mọi người nhé. Chiều cao của chân là 22. Chiều cao của cái bụng này là 51 mọi người. Chiều cao của bụng là 50. Chiều cao của bụng 50. Chiều cao của cái nắp của nó là chiều cao nắp nó là khoảng 31 mọi người ạ. Em sẽ đo vòng bụng của nó xem bao nhiêu. Vòng bụng của nó là 126 nha mọi người nhé. Vòng bụng là 126. Họa tiết vẽ tay triện khí đầy đủ. Đây em cho mọi người xem triện. Đây mọi người. À, đây là chữ ký của nghệ nhân mọi người nhé. Đây là có chữ ký của nghệ nhân. Hàng hàng Adidas nhé mọi người nhé, hàng rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ cho nó lên đây để cho mọi người cùng xem. Em kê này vào đây cho nó êm. Đây, họa tiết của nó đây mọi người. Có một bức tranh là vẽ hoa mẫu đơn. Trên trên nắp nó cũng thế, là cũng hoa mẫu đơn. Và một bức là hoa mẫu đơn này. Bức này thì là có ba con hạc vẽ phong cảnh và ba con hạc biểu tượng cho sự may mắn, sự chung thủy của vợ chồng. Đây là mặt này thì là vẽ một cô tiên đứng ở dưới cô tiên và một cây hoa. Hoa này là hoa anh đào mọi người nhé, đứng dưới cây hoa anh đào. Và bức này nó lại quay trở lại là cái bức hoa mẫu đơn mọi người nhé. Đấy, một giỏ hoa mẫu đơn
Và bước tiếp theo của nó là lại quay trở về bước trước, nó là cái con ba con hạc. Đấy là nó sẽ có hai bức đối chiếu nhau, là hai bức đối chiếu nhau, là bức to này là bức ba con hạc, thì đối chiếu phía bên kia cũng là ba con hạc. Và bức này, bức cô tiên này thì là cũng thế, cũng đối chiếu nhau mọi người ạ, là ba là hai cô tiên. Họa tiết thì là vẽ tay, còn viền miệng nắp của nó đây mọi người, vẽ vàng nhá. Đây mọi người xem cái mình để mình đo cái núm này của nó. Núm này là cũng là khá là to là đẹp mọi người, cao 29 mọi người nhá. Cái núm này 29. Đây em cho mọi người xem này, sạch tưng luôn, không cái này thì không có một vết gì cả, khá là đẹp luôn. Mọi người ai xem video của mình mà ai mà muốn liên hệ với mình để đặt hàng ấy, thì mọi người cứ liên hệ qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhé. Cái số điện thoại đó thì số điện thoại thì thì mình vẫn dùng, chứ không phải là mình không dùng mọi người nhé. Nhưng mà là mình để ở Việt Nam, bố mẹ mình dùng, chứ mình ở bên này thì mình không dùng được số Việt Nam, thì mình chỉ dùng Zalo theo cái số điện thoại đấy thôi. Đây em quay cái khu này cho mọi người xem này, chỗ này khả năng hơi khó quay hơn một chút, thì em quay lại cái chỗ này cho mọi người xem. Đấy, bây giờ mình sẽ quay lại chỗ này họa tiết riêng nhé mọi người nhé. Đấy, đây là có chim công này, hoa mẫu đơn này. Em bên này thì xứng đáng để mọi người sưu tầm về mọi người ạ. Đáng sưu tầm, đáng chơi. Rất là đẹp luôn. Đây em quay kỹ lại cái bức tượng cô tiên này cho mọi người xem. Họa tiết quá là đẹp. Đấy, mọi người ấy, em quay sơ qua như thế đấy, kích thước của nó như thế. Bây giờ em đo lại một lần nữa kích thước tổng thể của chiếc này cho mọi người cùng xem. Cái này cao 1 mét nha mọi người nhá, chiều cao nó là cao 1 mét đấy, cao 1 mét mọi người ạ. Vòng bụng của nó là đường kính của nó là 126 à. 126 mọi người nhá. Em mọi người ai mà muốn mua em này thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962 949 668 mọi người nhá. Thôi cho em gửi một lời cảm ơn đến chân thành nhất đến tất cả mọi người đã xem video của em mọi người nhá. Rồi em xin chào tất cả mọi người.